Trời, đấy, mình chỉnh vẫn lại được hay ngay. không? Ừ, nói tiếp, nói nốt về vụ lúc này, nói nhanh nhanh nha, về ghép video sau. Đi. Ừ, thì là nói đến đâu ấy nhỉ? Nói đến các cô lao công đi ngược chiều. Ừ, thì sau đó là bọn mình là cũng đi xuôi chiều. Xuôi chiều cùng với các cô lao công. Đi nhanh hơn các cô ấy để có gì là sẽ giúp các cô nhặt rác ở xung quanh các vỉa hè. Nhưng ai ngờ các cô ấy quen nhanh tay hơn. Thì là nhưng mà chỉ ra là khối lượng rác nhặt cũng ban đầu nói chung là như dự tính của bọn mình là cũng gọi là tương đối đạt chỉ tiêu rồi. Thì là rút kinh nghiệm cho năm sau là chúng mình sẽ đi sớm hơn. Làm sớm hơn để có gì sẽ giúp được các cô lao công ở đây nhiều hơn. Nhưng năm nay có khi là so với khối lượng công việc chung thì chắc là mình chỉ làm được khoảng 1/3 các cô ấy. Thì vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn lắm. Gãy râu thế nào? Râu đâu mà gãy. Gãy trong mặt. Ai bảo? Sờ mà thấy gai đấy. Càng ngày càng cái gì? Càng ngày cầm máy bắt đầu thấy run run. Run run này. Thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi. Ngắt. Cơ đang muốn nghĩ nói gì đó. Đây nó. Đứa nào ngắt đấm chết. Đấm luôn cái đứa mà bảo ngắt. Đấy con này này. Đấy có thấy mặt mũi đâu? Đây. Mai chúng ta thịt mèo được. Đấy. Ai cho thịt mà thịt? Không thịt mà được. Có hai mèo cơ mà. Mèo nào nữa? Ôi thương ơi. Mèo. Ờ không, ôi. Thương mèo ít gặp không nói. Đây là cái cảnh tượng mà rất buồn. Hai anh chị đã gục vào nhau để ngủ mà. Cái này gọi là nát anh ạ. Tốt gì anh? Thì hoạt động lần này thì cũng như đêm mình một. Đã đăng trên hoạt đăng trên Facebook đã ghi lý do đó là em do ơi, năm trước. Từ trước đến giờ thức đêm. Rồi. Chưa bao giờ thức đêm. Trật tự để im cho anh phát biểu nốt. Sờ tốt. Ta gọi là sờ tốt. Như năm ngoái thì mình đã đọc rất nhiều bài báo nói về hiện tượng rác tràn ngập ở Hồ Gươm sau đêm Noel. Và những hình ảnh đấy nó gây nên gọi là những ấn tượng xấu. Thông thường là khi nhìn những hình ảnh ấy họ sẽ nói chung về người Hà Nội. Thì mình thì không hẳn là người Hà Nội gốc, nhưng mà với tư cách cũng là một người từ lúc sinh ra đã ở Hà Nội rồi, thì mình muốn góp phần một phần gì đó để giúp cho hình ảnh của Hà Nội thì ngày càng tươi đẹp hơn trong mắt mọi người. Và đó là lý do mà tối nay mình và các những người trong câu lạc bộ và những các bạn ở đây cũng cùng chung chí hướng đã cùng nhau để đi thu nhặt rác xung quanh Hồ Gươm để giúp cho thứ nhất là những ai nhìn thấy thì cũng sẽ có cái nhìn khác đi, để họ có thể trong về sau này thì họ sẽ không có thể không tự tiện xả rác ra những nơi công cộng như thế này nữa. Thì đây là mình muốn mọi người cùng nhau chung tay để xây dựng nơi hoàn toàn xanh sạch này. Đó là xong rồi. Ý nghĩa nhiều và nó sẽ